Xin chào các bạn. Thì buổi chiều hôm nay có hai vị khách đã đến cửa hàng Mai Dương bên mình để chốt chiếc Honda Giorno cộng Giorno đó các bạn. Xe này thì bên mình nhập khẩu chính ngạch từ Honda Thái Lan về. Nó mới về hồi sáng này thôi, chính xác là mới hồi sáng này xe tải mới vừa mang xe về cho cửa hàng mình. Thì chiều nay hai anh chị đã ghé qua cửa hàng mình và chốt luôn rồi. Đây nha, mình xin thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn hai anh chị rất là nhiều đã dành tình cảm và sự tin tưởng cho cửa hàng Mai Duyên mình. Địa chỉ lần nữa là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nằm ở ngay trung tâm chợ Mỹ Xuyên nè các bạn, cách có vài trăm mét thôi ha. Quay trở lại với cái xe này thì bên mình về rất là nhiều màu. Thì đây là phiên bản C, CBS và là phiên bản màu xanh bơ. Mình thấy chị rất là thích cái màu này, rất là kết luôn á các bạn. Bây giờ mình mang ra phía trước để quay cho bọn xem cho nó chi tiết nè. Mình sẽ quay 4K video này, cực đẹp. Các bạn biết không, ngay khi nó về á thì đã có rất là nhiều những cái lời xì xầm và bàn tán về cái mẫu xe này. Nó hơi thô, hơi to gì đó. Nhưng mà thật sự thì thiết kế của Honda không bao giờ là mình thất vọng. Khi mà các bạn nhìn lâu, nhìn đủ lâu thì sẽ thấy nó đẹp. Nó đẹp đó các bạn. Và nó sang. Hôm nay thì thiết kế theo kiểu châu Âu cho nên là nhìn rất là đẹp. Đẹp, sang. Và cái màu này thì các bạn khỏi nói rồi, rất là đỉnh. Về thông số kỹ thuật thì mình cũng đã có nói rất là nhiều rồi ha. Động cơ là 125cc nha các bạn, 125 phân khối, SB cộng 4 van. Xe đổ xăng phía trước cốp là 30 lít, rất là to. Gương cũng được sơn luôn nha các bạn, một màu xanh bơ nha. Đèn mũi phía trước là đèn LED 2 tầng như thế này. Phần gương được xi nè. Mặt nạ phía trước. Đây, thắng điểm phía trước là CBS. Mình nhìn từ xa đi các bạn, nhìn từ xa đi rất là đẹp. Màu xanh bơ. Tuyệt phẩm đúng không các bạn? Về giá bán thì các bạn ơi vui lòng liên hệ với nhân viên đi để được tư vấn chi tiết nha. Tư vấn thêm về giá bán nè, về ship xe. Vì bên mình sẽ có ship xe toàn quốc, với phí ship sẽ là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A ha, từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng mình về tới Cà Mau là miễn phí nha các bạn. Đây, video 4K nha. Giải nhiệt bằng các nước, các bạn nhìn cây bô nè. Giorno, mình hay đọc gọn là Giorno cộng. Đây là cụm đèn hậu, tay nắm sau. Mình sẽ cố gắng quay thật chậm cho các bạn xem nha. Nó đang ở ngoài phía trước. Dè trắng bùn sau nè các bạn. SB cộng 4 van. Có Allen stop nè, có pha còi, xi nhan ở đây ha, và đây là cụm đồng hồ. Và mình sẽ đổ xăng ở đây, móc treo đồ. Các bạn hãy thử nè, đó, rất là nhẹ nhàng. Ở bên trái là một cái cốp có cổng sạc đó các bạn. Được em, cứ mở đi em. Đây rồi, anh em mình đang tranh thủ quay ghi hình lại thôi. Đây, phần cốp nè, các bạn thấy không? Chìa khóa nè. Cái chỗ đó mình để vừa một cái điện thoại đó các bạn.
các bạn hãy xem nè. Đây là cái Samsung Galaxy S20 rất là to của mình, để vô luôn. Và ở đây có cổng sạc USB nha. Đó. Tuyệt vời chưa? Nào, mình hãy trả lại cái chìa khóa ở đây đi ha. Đây nè các bạn. Ngoài này một ngăn, ở trong là một ngăn nữa đó các bạn. Cốp siêu to khổng lồ. Các bạn xem nè, rất là to. Đâu rồi, đi đây. Mình xem lại tổng thể một vòng nữa nha. Bên mình hiện tại còn rất là nhiều màu các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ vào cho các bạn xem những màu sắc còn lại nha. À, xe về hai phiên bản, bản A và bản C. Ở đây là mình còn màu trắng nè. Xe mới về hồi sáng này luôn. Màu trắng, màu vàng, màu xám kim loại, màu đỏ. Cái bản ABS á, thì nó chỉ có màu trắng này, màu đỏ với màu xám kim loại thôi. Còn màu vàng này là cũng là bản C nữa các bạn. Màu vàng này với màu xanh bơ lúc nãy cũng là bản C. Rồi màu trắng này là bản A nha. Bây giờ mình trở ra ngoài rồi, mình cùng nhau xem lại một lần nữa rồi mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Thay mặt cửa hàng cảm ơn hai anh chị rất là nhiều đã xuống tận đây để ủng hộ cửa hàng mình. Bản C thì mình có thêm cái lẫy để mà khóa bánh sau nè các bạn. Bản A thì nó không có cái đó ha. Đây. Xi nhan. CBS. Ok, mình sẽ khép lại cái video này đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.